Căn cứ theo kế hoạch số 142 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức lễ hội Trung thu cho các cháu thiếu nhi năm 2023, chiều ngày 28 tháng 9 năm 2023 nhằm ngày 14 tháng 8 năm Quý Mão, Ban từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh kết hợp hai điểm chùa Linh Phong, ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp và chùa Bửu Linh, xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tổ chức vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi. Chương trình có sự chứng minh của Thượng tọa Thích Trung Chánh, Phó trưởng Ban trị sự, trưởng Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Thiện Ngộ, Ủy viên Ban trị sự, Phó Ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Thiện Minh, Chánh thư ký Ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Đại đức Thích Long Thọ, trụ trì chùa Bửu Linh, Ni trưởng Thích Nữ Tắc Hoa, chứng minh phân ban ni giới tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Linh Phong. Ông Phan Thanh Danh, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành. Ông Phạm Ngọc Lâm, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền, Huyện ủy viên, Bí thư huyện đoàn. Quý thầy cô, phụ huynh và đông đảo các em thiếu nhi tham dự. Theo đó, tại chùa Linh Phong, ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, ban tổ chức đã phát 215 phần quà Trung thu cho các em học sinh. Mỗi phần quà gồm lồng đèn, gạo, tập học sinh, viết, bánh Trung thu. Tổng kinh phí gần 35 triệu đồng do đạo tràng Linh Phong tài trợ. Chùa Bửu Linh, xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, ban tổ chức đã phát 400 phần quà Trung thu cho các em học sinh và 10 phần học bổng, tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng do đạo tràng Bửu Linh tài trợ. Phát biểu tại mỗi điểm trao quà, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Phó trưởng ban trị sự, trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, tán thán tinh thần nơi các trú xứ đã tạo chương trình Trung thu làm niềm vui cùng sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bé thiếu nhi, giúp các em có một tuổi thơ đẹp, thể hiện tính nhân văn của người lớn quan tâm đến các cháu. Từ đó, các em có thể vươn lên học tập tốt, biết lắng nghe, thương yêu ông bà, cha mẹ cùng thầy cô giáo. Dịp này, Thượng tọa Thích Trung Chánh chúc các em thiếu nhi bắt đầu năm học mới luôn đạt những điều mới trong học tập. Thân chúc các cháu thiếu nhi có một mùa Trung thu đông đầy tình yêu thương bên gia đình và mọi người.